Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trận Giao hữu tẻ nhạt giữa Nga và Việt Nam. Ngày 7 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay ít lựa chọn vì FIFA cấm đội Nga giao hữu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình nhiều hiệu. VOA dẫn báo chí Việt Nam cho biết, trong trận bóng đá giao hữu với đội Nga ở Hà Nội ngày 5 tháng 9, đội bóng đá Nam quốc gia của Việt Nam với tư cách chủ nhà đã để thua 0-3. Tuy nhiên, điều đáng nói là trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình điều hiu hiếm thấy, trong khi một số người bình luận rằng khán giả Việt giờ đây ít quan tâm đến đội nhà. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết báo chí Việt Nam đưa tin những vị khách Nga thắng dễ dàng do vượt trội về đẳng cấp, trong khi đội Việt Nam vẫn đang thử nghiệm đội hình và chiến thuật dưới thời của một vị huấn luyện viên mới. Theo VOA, Nga đứng thứ 33 trong bảng xếp hạng của FIFA. Việt Nam dưới tới 82 bậc ở vị trí 115. Trận đấu giữa hai đội diễn ra trong khuôn khổ một giải đấu mini do Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tài trợ cùng với sự góp mặt của đội bóng Thái Lan. VOA trích các hãng quốc tế đưa tin về trận đấu viết rằng đội bóng Nga tìm đến Việt Nam do không thể tham gia các giải quốc tế như World Cup hay Euro vì họ bị FIFA cấm sau khi Nga xâm lược Ukraine hồi năm 2022. Ngoài Việt Nam, đội bóng xứ sở Bạch Dương đã thu xếp được một số trận giao hữu khác, thường là với những đội của các nước đồng minh của Nga về mặt chính trị. Gần đây nhất, đội Nga thắng CBA và Belarus cùng với tỷ số 4-0 lần lượt vào tháng 3 và tháng 6. VOA dẫn lời ông Simon Chadwick, giáo sư về thể thao và kinh tế địa chính trị, nói với một hãng tin quốc tế rằng, những trận đấu này có lẽ là hoạt động ngoại giao hơn là thi đấu bóng đá thuần túy. Các quan chức ở Moscow dường như sử dụng các dịp như vậy để xây dựng tính chính danh và sự ảnh hưởng trên thế giới. VOA cũng dẫn lời chuyên gia bóng đá Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn của các hãng tin quốc tế rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam lý giải về quyết định đón tiếp đội Nga đến thi đấu. Như VOA đưa tin trước đây, Việt Nam đã tránh bỏ phiếu bất lợi đối với Nga tại Liên Hiệp Quốc. Sau khi Moscow tung quân xâm lược Ukraine, Nga và Việt Nam có quan hệ thân thiết từ những năm 1950, với việc Liên Xô đã viện trợ khổng lồ cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và duy trì nền kinh tế sau chiến tranh. Về trận đấu giao hữu vừa qua, vẫn theo VOA, báo chí trong nước miêu tả nó đã diễn ra trong không khí điều hiu và lác đác khán giả. VOA dẫn tường thuật của một trang báo quốc tế nói rằng cho đến khoảng 20 phút trước trận khán đài B của sân cũng chỉ có đến chưa đầy 200 người. Đây là hình ảnh khác biệt so với những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân vận động quốc gia. Và đây là hình sân Mỹ Đình vắng khán giả trong ngày đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Nga. VOA cũng cho biết, theo nhiều trang tin nước ngoài khác, chỉ có khoảng 6.000 khán giả trên tổng số 40.000 ghế tại sân vận động, cho dù Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đến dự khán. Bên cạnh đó, VOA tiếp tục cho hay, trên mạng xã hội, nhiều người bao gồm các Facebooker, Kim Văn Trinh, Xuân Nghĩa Lê, Tương Nguyên, Thái Thuần Trân, Gà Già nhận xét rằng bầu không khí trên cho thấy khán giả Việt giờ đây ít quan tâm đến bóng đá Nga và sâu xa hơn là tình cảm nguội lạnh của người Việt với nước Nga. Họ cũng nêu ra một điều nữa có thể đã làm cho khán giả không muốn đến sân vận động. Đó là những lời lẽ của các cầu thủ và huấn luyện viên đội Nga trước trận đấu bị xem là chê bai đỡ Việt Nam. VOA cho biết thêm, các trang tin Việt Nam đăng bài trong ngày 2 và ngày 3 tháng 9, trích lời huấn luyện viên và cầu thủ Nga đánh giá rằng chất lượng sân Mỹ Đình không tốt, thời tiết nóng ẩm và đội Việt Nam không có tên tuổi. Dư lượng viên đang được chỉ đạo để tấn công bày đàn trên mạng. Ngày 4 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, vụ nam sinh không thích đảng, xã hội ngột ngạt bởi làn sóng đấu tố online. AFA dẫn một số người quan sát cho rằng, vụ nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, cựu thí sinh đường lên đỉnh Olympia, bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội, là một trong chuỗi các vụ đấu tố trên mạng trong thời gian gần đây, nhằm triệt tiêu bất cứ tư tưởng, hình ảnh, biểu tượng nào đi ngược lại với lợi ích của chính thể Việt Nam hiện tại. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn bình luận của ông Võ Ngọc Ánh từ Mỹ cho rằng, đối với một học sinh đặc biệt như Quang Vinh, khi em này dám nói ra suy nghĩ độc lập của mình, đáng ra nên được khích lệ. Cho dù quan điểm em có thể chưa đúng, chưa chuẩn mực, thì các nhà chức trách cũng nên khuyên giải một cách nhẹ nhàng, hơn là đem cả chính quyền và công an vào cuộc điều tra. Cộng đồng mạng dồn dập tấn công, đấu tốt. AFA cũng dẫn nhận xét của một sinh viên ở Sài Gòn cho rằng, Nhóm người chỉ trích Quang Vinh vô ơn, thật ra cố tình đánh tráo khái niệm giữa đất nước, dân tộc và đảng. Họ đang đồng nhất cả ba khái niệm thành một. Ngoài ra, quyền tự do ý kiến và bày tỏ quan điểm không phân biệt đối tượng. Bất kỳ ai đều có quyền này. Vậy tại sao muốn nói về lịch sử lại phải cần tiêu chuẩn của cộng đồng mạng? Trong lịch sử dân tộc, không thiếu những con người có lòng với đất nước và dân tộc, dù bất kể tuổi tác. Quan trọng là bạn trẻ nhận thức được vấn đề và lên tiếng cho những điều đó. Đấy là điều đáng quý. AFA cho biết, dù đã viết lại dòng trạng thái bày tỏ xin lỗi với phát ngôn của mình, nhưng truyền thông nhà nước trong ngày 4 tháng 9 vẫn tiếp tục đăng những bài dẫn chứng sự phẫn nộ của cư dân mạng đối với Hoàng Vinh. Và đây là hình em Chu ngọc Hoàng Vinh. AFA dẫn tờ VTC News trích lại một số tài khoản bày tỏ sự bất xúc như sau. Lời xin lỗi ấy liệu có đến từ tâm hay do áp lực từ cộng đồng mạng ép buộc phải nói ra? Không phải ai học hành tử tế cũng thành người, không phải cứ xin lỗi là đổi thành không có gì. AFA nhận xét, bất kỳ ai, dù vô tình hay cố ý, thể hiện quan điểm hay xuất hiện cùng các dòng trạng thái, đi ngược lại với lợi ích của đảng, đều có thể trở thành mục tiêu bị đấu tố, công kích trên không gian mạng. AFA dẫn quan sát của một sinh viên khác cho hay, trong 3 tháng gần đây, có hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu như Đại học Fulbright, các nghệ sĩ Việt Nam có hình ảnh liên quan đến lá cờ vàng, hay gần nhất là xu hướng vẽ cờ đỏ trên mái nhà và bôi nhỏ công khai xúc phạm bất kỳ ai có liên quan đến cờ vàng ba sọc đỏ. Những hành động này diễn ra trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. AFA dẫn lời sinh viên này cho rằng thực chất những hành động này được tiến hành nhằm mục đích chia rẽ hòa hợp dân tộc, khơi gợi hận thù dân tộc và gây mâu thuẫn ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Đài Loan. Đằng sau những lực lượng thực hiện hoạt động này là những nhóm lợi ích gắn chặt quyền lợi với việc chia rẽ dân tộc và khơi gợi hận thù Việt Nam và Hoa Kỳ hưởng lợi từ những việc này. Và đây là hình trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Theo ông Võ Ngọc Ánh, người có đủ nhận thức thì chỉ cảm thấy buồn cười và khinh bỉ những chuyện mà dư luận viên đang tích cực làm. Tuy nhiên, với phần đông người dân Việt Nam hiện nay, theo ông Ánh, họ rất sợ hãi trước những đợt tấn công mạng này. Người ta dùng cái nỗi sợ để củng cố các xã hội này, chứ không phải khích lệ những sự khác biệt để tìm ra con đường phát triển đúng hơn, phong phú hơn. Người ta chỉ muốn áp đặt thôi, không chỉ Việt Nam mà tất cả những xã hội cộng sản những cái xã hội độc tài đều như vậy hết quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tình dư luận viên đang được chỉ đạo để tấn công bày đàn trên mạng